À, chào anh em đang xem miền tây sola ha, bữa nay là ngày 22 tháng 7 à, 2024 anh em, à, thì ngày thứ hai ngày đầu tuần, à, chúc anh em có những ngày làm việc thật là thành công nha. thì à, hôm nay em quay cái đoạn video này để à, thứ nhất là cảm ơn các anh em miền đông miền tây và sài gòn đã rất là nhiệt tình à, với kênh miền tây sola. À, trong à, khoảng một tháng qua là em ngày nào em cũng chở đi à, giao hàng hết em chỉ có một hai ngày là em bận quá em không đi được thôi thì à, đó là cũng à, do một phần à, tình cảm của các anh em à, ủng hộ mua hàng à, rất là nhiệt tình thì à, chiều hôm qua chiều hôm qua à, tài xế ruột của em à, nó nhắn em là à, ngày thứ tư này anh em ngày thứ tư có nghĩa là chúng ta chắc hàng lên vào tối thứ ba là tối ngày mai nha tối ngày mai à, chắc hàng lên xe nó và sáng thứ tư nó có một chuyến đi à, qua anh em nghe kỹ nha đi long an nè lên sài gòn nè bình dương nè đồng nai nè uh, ninh thuận bình thuận khánh hòa cái điểm xa nhất của nó là khánh hòa em có nghĩa là nó đi uh, miền đông uh, ninh thuận bình thuận khánh hòa nha uh, nó qua thành phố đồng nai không biết phải thành phố đồng nai không thành phố biên hòa em mình cũng không rành về cái địa danh ở ngoài đó nữa nói chung là nó nhắn là đi qua đồng nai nè ninh thuận bình thuận khánh hòa sài gòn long an nó có một chuyến xe đi đi chở đồ anh em bây giờ thì nếu mà kênh miền tây solar các anh em có ý muốn mua hàng thì nó chở luôn nha em nhắc lại nha từ long an lên sài gòn nè bình dương nè đồng nai nè ninh thuận bình thuận khánh hòa ha ninh thuận bình thuận khánh hòa thì như anh em cũng biết là hôm bữa giờ có rất là nhiều bạn miền tây đăng ký thì mình chở ok không thành vấn đề sài gòn đăng ký ok không thành vấn đề miền đông mình cũng chở không thành vấn đề nhưng mà ở miền đông mình chở không được xa quá anh em Nhưng khánh hòa ninh thuận là em không có chở được đó thì bữa nay sẵn có chuyến xe của ông tài, tài xế ruột này nó đi thì anh em có mua thì chúng ta sẽ lên luôn ha lên xe luôn nha ở chúng ta lên ta đi ở trên chuyến xe đó à, nó sẽ đi được xa đi ra tới miền trung rồi anh em khánh hòa là miền trung rồi phải không đó thì anh em nào mua mình cứ liên hệ nha em giới thiệu lại các mặt hàng của bên em pin ở ngoài sau lưng em là AE 450 giá đang là 2 triệu hai uh, 2 triệu một uh, tấm nha anh em anh em mua số lượng nhiều mình bao ship luôn rồi ở bên đây là pin Long Zee Long G thì tài xế đang trở về em còn được đây mười mấy tấm hai mấy tấm tài xế đang trở về nha Long mươi 445 giá là 1 triệu 7 năm triệu 7 năm mươi nha Đó, còn phí ship thì chúng ta thương lượng Đó, còn bên đây lại là AE nè AE em có nhiều lắm. Và đặc biệt cái pin lớn em đang giảm giá Pin 550W của um, Sáp Sáp 550 anh em nào đến nhà chở em bán Anh em là 2 triệu 2 nha Đến nhà chở em bán anh em là 2 triệu 2 một tấm Pin sáp 550W Còn em chở đi Thì em bán cho mọi người là 2 triệu 3 Hoặc là 2 triệu 4 Tùy vào anh em mua số lượng ít hay nhiều Đó, Pin sáp 550W nha anh em Đây là 550W nha Pin lớn nha đó mà sáp thương hiệu của của Nhật nữa. Đó, hoặc là anh em mua những cái đây bao la luôn nha em có rất là nhiều pin nè bao la luôn tất cả đều là pin mới ha pin mới bung balet hết đó pin em để dựng đó chuẩn bị đang chở các anh em miền đông miền tây đồ các kiểu đây rất là nhiều ha <laughs> ha và còn một loại pin lớn nữa là pin chin bốn đây chin bốn em đang bán có 1 triệu sáu ông tắm thôi nãy trời mới mưa hơi ướt xíu ha chin bốn công nghệ là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 BB nha. Chin 415 này là 11 BB. Còn mấy loại kia thì 10 hoặc là 9 BB. Ví dụ như sáp nè. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B. Sáp là 10 B nha, còn AE. AE thì 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 B luôn anh em. Đó, giờ công nghệ 9 10 B, 11 BB nhiều lắm. Đó thì bạn nào có nhu cầu thì hãy đăng ký nha. À, em nhắc lại tài xế của em nó thông báo là đi Đồng Nai nè. Sài Gòn nè Bình Dương Bình Phước nè uh, Ninh Thuận Bình Thuận Khánh Hòa Ninh Thuận Bình Thuận Khánh Hòa nha anh em mua bao nhiêu nữa nó chở cho anh em mua nhiều thì các tụi em sẽ cân nhắc em bao ship cho anh em nha ở pin thì uh, cái giá ví dụ như cái này đi sáp đi anh em mua khoảng trên 10 tấm đi em sẽ bán cho mọi người 2 triệu ba tấm 2 triệu ba tấm em bao ship luôn đấy còn anh em mà tới nhà chở em bán cho anh em là 2 triệu hai tấm đó còn người ta mua ít thì nó là 2 triệu 4 tấm đó, còn chin nè, chin 415 nè. Anh em mua số lượng trên 18 là mình sẽ bao ship luôn nè. bao ship luôn, triệu 6, 8, mua 10 tấm mua 18 là 16 triệu. Bao ship luôn. Đó, anh em nào mà đang có nhu cầu liên hệ ha. Còn các anh em miền Đông, miền Tây, đặc biệt là mấy anh em miền Tây với Sài Gòn đó, hôm bữa giờ đang đăng ký á, thì cứ tiếp tục đăng ký nha. Em sẽ tiếp tục uh, sắp xếp xe em chở cho mọi người. Nói chung là ngày nào em cũng cũng có 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 chuyến xe đi hết trơn anh em nếu mà đăng ký đủ là em sắp xếp đi à. Đó, pin thì em giữ trữ rất là nhiều để bán hè mà. À, em chủ yếu bán trong cái hè này à, Còn một tháng mấy hè nữa em bán là hết ba cái pin này luôn á Còn vô năm học thì em sẽ Em sẽ, em sẽ em, Bán kiểu khác ha Bán cách khác Còn này là pin em đem về bán hè Vừa rẻ vừa bao ship mà lại nhanh gọn cho anh em nữa Đấy Thì thôi tới đây em kết thúc video nha Mong là các anh em đang cần pin thấy được video này Và nhanh chóng liên hệ à, Lụm nha anh em Lụm ha à, Giá cả thì như anh em đã biết rồi Còn anh em nào mà chưa biết giá thì cứ nhắn tin Nhắn tin cho mình mình sẽ báo giá Đó thì à, à, lâu lâu mới có một chiếc xe đi xa tới miền trung thì à, tài xế nó chở thì à, anh em nào mà có ý định mua thì cứ nhắn mình tài xế nó sẽ nó sẽ bắt đầu à, lên đường vào tối thứ ba nha bữa nay là thứ hai tối thứ ba nó lên đường đó tối thứ ba nó chất hàng lên á à, sáng thứ tư nó lên đường nha anh em sáng thứ tư lên đường đó anh em đăng ký vào ngày thứ hai này và ngày thứ ba à, anh em có hai ngày để đăng ký ha thứ hai và thứ ba Đấy.